kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều chặng đường, nhiều bước ngoặt và vượt qua nhiều thử thách chông gai, giành thắng lợi vĩ đại, đưa đất nước ngày càng phát triển. Việt Nam thoát khỏi tình trạng nước nghèo chậm phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành nước có thu nhập trung bình thấp, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định. Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế và khu vực đang có những thay đổi nhanh chóng và phức tạp, khiến chúng ta cần có nhận thức rõ hơn về lý luận và thực tiễn đối với tất cả các mặt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp phát triển đất nước phù hợp trong giai đoạn mới. Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về những vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương xuất bản cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước, hiện trạng, vấn đề đặt ra, định hướng trong giai đoạn mới. Dựa trên kết quả nghiên cứu có đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, những cơ sở lý luận thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020 do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quốc Toản làm chủ nhiệm đề tài. Nội dung cuốn sách đề cập khái quát kết quả nghiên cứu tổng kết về phương diện lý luận và thực tiễn về một số vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020. Trên cơ sở đó, góp phần làm rõ những kết quả, những bước tiến về mặt nhận thức lý luận, những kết quả, những thành tựu về thực tiễn phát triển, cũng như làm rõ những hạn chế bất cập về nhận thức lý luận và những yếu kém trong thực tiễn thực hiện. Từ đó luận giải đề xuất mục tiêu, các quan điểm, nhiệm vụ cho định hướng các giải pháp phát triển đất nước trong giai đoạn mới, góp phần phục vụ việc xây dựng các văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Với nhiệm vụ đặt ra là quán triệt yêu cầu của một công trình nghiên cứu khoa học tổng kết lý luận và thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn chiến lược 2011-2020. Nội dung cuốn sách đã thể hiện sự kế thừa các kết quả nghiên cứu tổng thể, nhận thức lý luận và thực tiễn phát triển đất nước trong các giai đoạn trước. Đồng thời, từ kết quả nghiên cứu tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước giai đoạn 2011-2020, cuốn sách đề cập đến các nội dung chủ yếu sau: đánh giá khái quát những vấn đề lý luận thực tiễn phát triển đất nước, những kết quả chủ yếu, những hạn chế bất cập qua 10 năm đổi mới 2011-2020, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về một số vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội liên quan, nêu lên những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển, những kết quả chủ yếu, những hạn chế bất cập, những vấn đề đặt ra trong từng lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong giai đoạn chiến lược 2011-2020. Đề xuất mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển về nhận thức lý luận và thực tiễn, những giải pháp chung và giải pháp đối với từng lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại cho giai đoạn 2021-2030. Từ góc độ nghiên cứu tổng kết những vấn đề nhận thức lý luận và thực tiễn phát triển của đất nước, bao quát rộng lớn các vấn đề chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nội dung cuốn sách được thể hiện dưới dạng những luận điểm, nhận định, đánh giá, nhận xét, đề xuất mang tính khái quát cao cả về nhận thức lý luận và thực tiễn phát triển. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Về tính chất của một công trình nghiên cứu tổng kết những vấn đề nhận thức lý luận và thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn chiến lược 2011-2020, một mặt những người nghiên cứu đã bám sát đường lối chủ trương chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước, căn cứ vào thực tiễn quá trình phát triển của đất nước trên các lĩnh vực, trân trọng tham khảo kế thừa những kết quả nghiên cứu liên quan. Đồng thời, những người nghiên cứu và tham gia viết cuốn sách này đã mạnh dạn nêu lên những nhận thức, đánh giá, luận giải, luận điểm, đề xuất theo góc độ tiếp cận của mình.
Điều này được thể hiện cả trong đánh giá tổng quát chung những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước, cũng như nghiên cứu tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Cuốn sách cũng đưa ra cách tiếp cận của những người nghiên cứu về xác định mục tiêu phát triển, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc, nâng cao nhanh tiềm lực mọi mặt của đất nước và đời sống của nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền tiên phong của đảng, năng lực quản lý, quản trị, kiến tạo phát triển của nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, kiến tạo niềm tin, phát huy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển, sức mạnh của toàn dân tộc, tạo động lực cho phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc tổ quốc, đưa nước ta đến năm 2045 trở thành nước phát triển hiện đại, bước vào nhóm các nước có thu nhập cao, hệ quan điểm phát triển, các định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Đề xuất các đột phá chiến lược cho giai đoạn 2021-2030, trong đó đưa đột phá về đổi mới tư duy phát triển lên hàng đầu. Tiếp đó là đột phá về xây dựng thể chế phát triển nhanh, bền vững, đồng bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hội nhập quốc tế và bảo vệ môi trường. Đột phá về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đột phá về phát triển con người với tư cách là chủ thể, không chỉ là nguồn nhân lực của quá trình phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Đề xuất các định hướng phát triển và giải pháp phát triển đối với các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới tư duy phát triển, xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Đề xuất mối quan hệ nhà nước, thị trường, xã hội với nội hàm nhà nước mạnh, thị trường hiệu quả, xã hội, doanh nghiệp và người dân năng động, sáng tạo. Đề xuất những nội dung và định hướng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng. Đề xuất những nội dung và định hướng giải pháp về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đề xuất nội dung định hướng giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền kiến tạo phát triển Việt Nam. Đề xuất hệ thống các động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trong đó nêu động lực về xây dựng niềm tin quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Bởi đây là động lực mang yếu tố tư tưởng, tinh thần, đạo đức của một quốc gia. Một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững không thể không kiến tạo được động lực này. Nó có thể giúp cho một quốc gia, dân tộc gắn kết lại với nhau, vượt qua những khó khăn, thách thức cam go nhất, khốc liệt nhất để vượt lên tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Lịch sử phát triển của đất nước không chỉ một lần nói lên điều này, và trong giai đoạn phát triển mới lại càng phải kế thừa và phát huy cao độ. Động lực này không chỉ là kết quả của sự kiến tạo lòng tin của nhân dân, của mỗi người lao động, của các doanh nghiệp đối với sự lãnh đạo đúng đắn của đảng và sự quản lý, quản trị, hiệu lực, hiệu quả của nhà nước, mà còn là kiến tạo niềm tin và trách nhiệm cao cả của đảng và nhà nước đối với nhân dân với tư cách là chủ nhân, chủ thể phát triển của xã hội, của đất nước. Đó còn là sự kiến tạo niềm tin, những giá trị phát triển tốt đẹp giữa con người với con người, giữa các chủ thể với nhau trong cộng đồng quốc gia, dân tộc. Kết tụ ở việc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Điều này một lần nữa được thể hiện qua công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19. Động lực này cũng là kết tinh, kết tụ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội, khát vọng chấn hưng đất nước của mỗi con người, của toàn dân tộc với sự lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà nước. Có thể nói, sự lãnh đạo đúng đắn của đảng và sự quản lý, quản trị hiệu lực, hiệu quả của nhà nước vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của quốc gia, dân tộc là nhân tố cốt lõi để kiến tạo động lực niềm tin, là một động lực hàng đầu cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nước. Tóm lại, cuốn sách đã thể hiện tổng quát kết quả nghiên cứu của một công trình khoa học mang tính tổng kết nhận thức lý luận và thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn 2011-2020. Bao quát các vấn đề chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý bạn đọc. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước, hiện trạng, vấn đề đặt ra, định hướng trong giai đoạn mới tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện.
được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 13 giờ 5 phút và 20 giờ 20 phút hàng ngày. Đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.